Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhà báo điều tra Bob Woodward, 81 tuổi, ngày 15 tháng 10 sẽ ra mắt cuốn sách có tựa đề World. Một số hãng truyền thông Mỹ như CNN, Washington Post, and White Times đã có chức bản sau cuốn sách và liệt kê những chi tiết liên quan đến mối quan hệ giữa ông Trump và ông Putin. Cuốn sách mới của nhà báo Bob Woodward viết rằng, từ sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, ông Donald Trump thường xuyên nói chuyện riêng qua điện thoại với tổng thống Vladimir Putin và đã bí mật gửi cho nhà lãnh đạo Nga máy xét nghiệm Covid-19. Tuy nhiên, ông Trump phủ nhận thông tin này trong cuộc trả lời phỏng vấn ABC News. Cựu tổng thống Mỹ nói, ông ta là người kể chuyện, một người kể chuyện tồi, ông ta mất trí rồi. Trong cuốn sách sắp lên kệ, Woodward viết rằng ông Trump đã yêu cầu một trợ lý rời khỏi văn phòng ở khu nghỉ dưỡng Maalago ở Florida để cầu Tổng thống có cuộc nói chuyện riêng tư với ông Putin vào đầu năm này. Vị trợ lý mà ông Goodwood không nêu tên cho biết, ông Trump và ông Putin đã có nhiều cuộc nói chuyện qua điện thoại, có lẽ phải tới 7 cuộc. Tuy nhiên, cuốn sách không nói hai người đã trao đổi những nội dung gì. Truyền thông Mỹ nhận định, cuốn sách của Goodwood làm dẫn lên câu hỏi mới về mối quan hệ giữa cựu Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga vào thời điểm chỉ còn vài tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử quyết định việc ông Trump có quay trở lại Nhà Trắng hay không. Ông Trump từng dùng từ thiên tài để mô tả về sách lược của Tổng thống Putin. Cựu Tổng thống Trump cũng đã nhiều lần khẳng định nếu đắc cử, ông sẽ chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ và thậm chí sẽ hoàn thành điều này trước khi nhậm chức. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho rằng Ukraine cần phải có tiếng nói trong bất kỳ cuộc đàm phán sau này về một giải pháp hòa bình với Nga. Theo tờ Independent, trong chương trình phỏng vấn 60 Minutes trên đài CBS News phát sóng hôm 7 tháng 10, khi được hỏi liệu bà có gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về giải pháp hòa bình Ukraine, nữ ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ trả lời, sẽ không có cuộc gặp song phương nào nếu không có sự hiện diện của Ukraine. Việc chấm dứt cuộc xung đột đó sẽ không thành công nếu không có Ukraine. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhấn mạnh, Ukraine phải có tiếng nói trong tương lai. Cũng trong cuộc phỏng vấn, bà Harris chỉ trích chính sách của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump, cho rằng đó là những chính sách đầu hàng Nga. Bà Harris, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ bình luận, ông Trump nói nếu ông ấy tái đắc cử, ông ấy có thể chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng một ngày. Các bạn biết đó là gì không? Là đầu hàng. Cả Nga, Ukraine và phương Tây đều nghi ngờ về khả năng của ông Trump trong việc nhanh chóng giải quyết xung đột cựu tổng thống từng nhiều lần chỉ trích việc mỹ viện trợ hàng chục tỷ đô la mỹ cho ukraine kiev lo ngại nếu tái đắc cử ông trump sẽ tìm cách gây sức ép để đi đến một thỏa thuận trong đó ukraine nhượng bộ lãnh thổ cho nga khi được hỏi liệu bà có ủng hộ việc nato mở rộng và có thể bao gồm cả ukraine hay không bà harris không trả lời trực tiếp chỉ nói đó là những vấn đề sẽ giải quyết vào thời điểm thích hợp bà harris nhấn mạnh thêm hiện tại chúng tôi đang ủng hộ khả năng tự vệ của Ukraine trước cuộc tấn công của Nga. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, Kyiv không có kế hoạch nhượng lại bất kỳ vùng lãnh thổ nào để đạt được hòa bình trong cuộc xung đột với Nga. Tuyên bố này được đưa ra sau khi một số hãng truyền thông đưa tin các nước phương Tây đang cân nhắc ủng hộ một giải pháp, trong đó Nga vẫn giữ quyền kiểm soát một số khu vực trước đây là một phần của Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế đầu tiên tại khu nghỉ dưỡng Luzene của Thụy Sĩ hồi tháng 6 để tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch hòa bình của mình, gồm 10 điểm mà Moscow đã bác bỏ. Sự kiện phía Nga không được mời tham dự này đã không đạt được kết quả như mong muốn của Kiev. Ukraine và các đồng minh ban đầu dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình thứ hai vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, theo đài RT, phát biểu trước truyền thông hôm 8 tháng 10, bà Daria Zaripna, cố vấn cấp cao của ông Zelensky cho biết, kế hoạch này hiện đã bị hủy bỏ. Bà Zaripna lưu ý, công tác chuẩn bị cho một hội nghị vào thời điểm khác vẫn đang tiếp tục với các cuộc họp chuyên đề dành riêng cho từng điểm trong kế hoạch hòa bình để mọi thứ sẵn sàng cho sự kiện. Quan chức này tiết lộ, cuộc họp chuyên đề cuối cùng nhằm giải quyết các mối quan tâm nhân đạo sẽ diễn ra tại Canada vào cuối tháng 10. Trong chuyến thăm Mỹ vào tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đã trình bày kế hoạch chiến thắng với Tổng thống Mỹ Joe Biden và cả hai ứng cử viên phó tổng thống của xứ sở cờ hoa năm nay là phó tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu lãnh đạo Nhà Trắng Donald Trump. Mặc dù các chi tiết chính xác chưa được công khai, nhưng năm điểm trong bản kế hoạch do dỉ tới truyền thông gồm phương Tây tăng cường viện trợ tài chính và kinh tế cho Kiev, kết nạp Ukraine và các tổ chức NATO và Liên minh châu Âu, EU, cũng như cho phép quân Ukraine tấn công bằng tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga. Moscow mô tả điểm cuối cùng là sự can dự trực tiếp của Mỹ và các đồng minh vào cuộc xung đột giữa hai nước láng giềng, đồng thời đe dọa sẽ có phản ứng thích hợp. Kể từ đó, Nga thông báo điều chỉnh học thuyết hạt nhân của nước này cho phù hợp. Trong khi đó, trong bài phát biểu vào tối hôm 8 tháng 10, ông Zelensky khẳng định Ukraine vẫn tiếp tục gây sức ép e với Nga trên mặt trận Kursk. Ông nói, cuộc xung đột ở Kursk hiện đã bước sang tháng thứ ba và chúng tôi đang duy trì áp lực cần thiết đối với Nga trong lĩnh vực này. Về phía Mỹ, Nhà Trắng thông báo rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không gặp ông Zelensky ở Đức như dự kiến trước đó vì ông đã hủy tất cả các kế hoạch công du của mình do bão Milton ảnh hưởng đến bang Florida. Theo truyền thông Ukraine, hai nhà lãnh đạo được cho là sẽ thảo luận về kế hoạch chiến thắng vào cuối tuần này. Ở chiều đối diện, Moscow đã loại trừ việc tham gia vào các hội nghị của ông Zelensky, bác bỏ bất kỳ cuộc thảo luận nào về công thức hòa bình của Ukraine mà Nga cho là vô ích và vô nghĩa. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một loạt điều khoản cho lệnh ngừng bắn với Ukraine vào tháng 6 và từ chối có tính ràng buộc về mặt pháp lý đối với tư cách thành viên NATO. Trong những phát biểu vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto đã tiếp tục nhấn mạnh về việc nước này một mực phản đối việc để Ukraina trở thành thành viên khối NATO. Cụ thể, Bộ trưởng Peter Szijjarto khẳng định, lập trường của Hungary rất rõ ràng, tư cách thành viên NATO của Ukraina là không thể. nêu lý do Ông Sergizato cho rằng việc chính quyền Kiev được chấp thuận tham gia sẽ mở đường cho thế chiến thứ ba. Bộ trưởng Sergizato nói thêm rằng, tôi nghĩ rằng bất kỳ ai có cách tiếp cận hợp lý với vấn đề này sẽ không muốn tạo ra mối nguy hiểm như vậy. Nhà ngoại giao Hungary cũng tiết lộ vấn đề Ukraine gia nhập NATO đều được các đối tác trong khối này chia sẻ quan điểm trong các cuộc trao đổi và tương tác kín. Tuy nhiên, ông Peter Sergizato cho biết Hungary công khai phản đối để Kiev trở thành thành viên bất chấp điều này đi ngược lại với các quốc gia NATO khác. Hungary đã là quốc gia kiên quyết phản đối việc NATO mở đường cho Ukraine gia nhập tổ chức từ trước đến nay. Cho tới cuối năm ngoái, thêm một thành viên khác của khối là Slovakia cũng tuyên bố đồng quan điểm với Hungary sau khi ông Robert Fico trở thành tân thủ tướng. Ông Fico ở thời điểm nhậm chức cũng là người cực kỳ phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine và đó cũng là điểm nhấn trong suốt chiến dịch tranh cử của ông này. Cho đến giữa tháng 7 năm nay, theo đài RT đưa tin, thì Slovakia tiếp tục nhấn mạnh lập trường của mình khi phản đối Ukraine gia nhập NATO. Thủ tướng Slovakia Robert Fico cảnh báo việc Ukraine gia nhập NATO sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba và công khai bày tỏ sự phản đối ý tưởng này. Cách đây ít lâu, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã tiếp tục bày tỏ nguyện vọng được trở thành thành viên của NATO trong buổi gặp tân Tổng thư ký khối này là ông Mark Rutte, người đã có chuyến thăm đầu tiên tới Kiev ở cương vị mới. Đáp lại ông Zelensky, ông Rutter khẳng định Ukraine đang gần với NATO hơn bao giờ hết. Ông nói, Ukraine sẽ tiếp tục con đường này cho đến khi trở thành thành viên của liên minh. Tôi rất mong chờ ngày đó. Tuy nhiên, do việc gia nhập của quốc gia mới phải được toàn bộ 32 thành viên NATO chấp thuận, nên ngay cả một quốc gia duy nhất cũng có khả năng ngăn một ứng viên gia nhập khối này vốn do Mỹ dẫn dắt. Trong khi đó, Nga, nước đang có cuộc xung đột trực tiếp với Ukraine thì cho rằng NATO sẽ không bao giờ muốn Kiev trở thành thành viên khối. Cụ thể, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng Ukraine là nguyên nhân dẫn tới phần lớn của khủng hoảng mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay. Nếu các thành viên NATO lại sẵn sàng rơi vào cái bẫy tương tự và lịch sử không giúp họ rút kinh nghiệm, họ sẽ lại bị đánh và vết thương của họ sẽ còn tệ hơn.